Chúa ở cùng anh chị em Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ khi đến nơi gọi là đồi sọ, họ đóng đinh người vào thập giá cùng với cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người. Ông không phải là đứng Kitô tô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi nữa. Nhưng tên kia mang nó. Mày đang chịu chung một hình phạt. Vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ. Chúng ta chịu như thế này là đích đáng vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái. Rồi anh ta thưa với Đức giê -xu, Ông giê -xu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi và người nói với anh ta tôi bảo thật anh hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng đó là lời chuông Kính thưa Cộng đoàn phong Vũ Điểm đến sáng hôm nay chúng ta đó là tại Nghĩa Trang này Tôi xin được mạng phép gọi đó là Núi Đất Thánh Vì nơi đây chúng ta đang hiện thực hóa Cuộc hy lễ của Chúa Giêsu ngày xưa Trên cây thập giá Được gọi là Núi Sọ Và xin cùng Cộng đoàn Chúng ta suy gẫm về Ba câu chuyện ở trên núi mà các bài đọc ngày hôm nay chúng ta vừa nghe và trong hành trình cuộc đời của chúng ta câu chuyện đầu tiên là trên núi thánh của đức chúa trong bài đọc một từ sách ngôn sứ Isaiah trong bối cảnh dân thành tia sống trong tội lỗi sống trong đồng bằng trong thành phố nhưng lại không cảm nhận được hồng ân của thiên chúa ban cho lại biến đồng bằng thành phố thành nơi sống xa đọa tội lỗi và hậu quả của chuyện đó là đánh mất việc thờ phượng để rồi rơi vào cảnh nô lệ bởi cái thần ngoại bang và cảnh ăn chơi đã bị sụp đổ hoàn toàn giữa bối cảnh đó họ nhận ra chỉ có Chúa chính là cùng đích trong cuộc đời của họ và qua ngôn sứ Isaiah Chúa đã dẫn đưa họ trên núi này ta sẽ mở một bữa tiệc và đồng thời Thiên Chúa sẽ lau khô mọi dòng lệ, xé bỏ mọi khăn tan, xóa sạch mọi ô nhục và thiết đãi muôn dân một bữa tiệc. Chính người là Đức Chúa mà muôn dân hằng trong đời. Như vậy một khi nhận ra được thân phận tội lỗi mà quay về với Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ đưa họ trên núi Thánh để tách biệt hỏi mọi phù phiếm trần gian hầu họ được hưởng niềm vui trong tình yêu của Chúa. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện trên núi sọ trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Đây được coi là những giờ phút kịch tính nhất, cao trào nhất của tuyệt hương khó của Chúa Giêsu với hai nhân vật gọi là Giang Phi. Tên trộm bên trái đã nói ông không phải là đấng kia tô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi. Đó là một lời vang nài, nhưng lại pha lẫn một lời thách thức, một sự mỉa mai. Ông đã làm nhiều phép lạ. Ông chữa bao nhiêu bệnh như tật, trừ bao nhiêu quỷ, thậm chí cho kẻ chết sống lại. Bây giờ lại không thể cứu mình sao mà cứu chúng tôi với. Ngược lại, tên trộm bên phải lại mắng nó Mày đang chịu chung hình phạt vậy Mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ Chúng ta chịu thế này là đích đáng Vì xứng với việc đã làm Đó cũng là một lời thừa nhận Đúng hơn là một lời thú nhận Về tội lỗi khi sống trên trần gian Và chuẩn bị đứng trước cái cực hình Đó là cái chết Thì tên trộm đã sám hối Nhìn nhận thân phận của mình nhưng kính thưa anh chị em Sám hối ăn năn chưa đủ Còn phải tuyên xưng đức tin Chính vì thế anh ta đã quay qua Chúa Giêsu và nài xin Ông Giêsu ơi khi ông vào nước của ông xin nhớ đến tội đó có thể là một lời tuyên xưng sắc tín lõi Chúa Giêsu là đấng có thể quyết định đời sau và có thể nói đó là giờ phút thay đổi vận mạng của anh Nếu như ai thích cầu bóng đá coi xin mượn gọi là cái giờ phút 89 Giờ phút thay đổi Giờ phút ghi bàn Thì sẽ vỡ òa trong sung sướng Thì có thể nói cái giây phút của tên trộm lành Đã là giây phút không phải là đóng lại Một cái cực hình Một cái tử hình mà anh ta chấp nhận nhưng là mở toang ra một cái cửa sự sống và lời Chúa Giêsu nói tôi bảo thật anh ngày hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng và có thể nói câu chuyện thứ hai trên núi sọ là cái câu chuyện để cho chúng ta suy gẫm về câu chuyện thứ ba đó là câu chuyện trên núi cuộc đời của chúng ta chúng ta đến đây với nhiều tâm trạng khác nhau nhưng chung một niềm tin là chúng ta muốn lên núi thánh của Đức Chúa để chúng ta mong Chúa đại cho chúng ta một bữa tiệc hạnh phúc và thật sự khi chúng ta tham dự vào thánh lễ là Chúa đại cho chúng ta tiệc lời Chúa và tiệc chính bản thân Ngài qua bi tích thánh thể và nơi đây chúng ta phải cần nhìn nhận được thân phận yếu đuối của mình Đôi khi chúng ta sống trong những cái cảnh gọi là xa đọa bởi những phù phiếm vật chất, bởi những đam mê thế gian. Và bên cạnh đó đôi khi chúng ta mang lánh cái, cái những cái ngọn núi, những ngọn núi trong cuộc đời của chúng ta. Những ngọn núi của những bổn phận, của những trách nhiệm, của những bệnh tật, của những buồn sầu và kể cả thất vọng. Thậm chí của ngọn núi của cả tội lỗi mà làm cho cái cuộc đời của chúng ta nặng nề thêm. Nhưng chúng ta vẫn đến trên núi thánh của Chúa để nài xin lòng thương xót của Chúa. Đồng thời chúng ta được mời gọi hãy sống lấy thái độ của người trộm lành bên phải. Nhìn nhận thân phận của mình. Để rồi chúng ta nài xin Thiên Chúa với niềm tính thác "Bà xin ông Giêsu ơi, khi ông về nước của Ngài xin nhớ đến tôi thì ngày hôm nay chúng ta đang đứng trên vị trí mà cuộc gặp gỡ giữa ba hội thánh với nhau khi chúng ta cử hành thánh lễ. Giáo hội Khải Hoàng gồm các thánh nam nữ cũng đang hiện diện về chúng ta. Những anh chị em đang nằm xuống, trong đó có quý cha ông trong tỉnh dòng của chúng con, có quý ông bà anh chị em cũng đang nằm ở đây và có lẽ có là người sớm nhất đó là một đứa bé sơ sinh chỉ chết lúc một tháng tuổi Mà trước lễ Còn đã gặp người cha đó Đang thắp nhang cho đứa con của mình Vậy thì cái vị trí của chúng ta Đến đây như một cái sự xác tính Rằng chỉ có Chúa Là đứng chúng ta tôn thờ Và là niềm hy vọng để chúng ta trồng mầm Đồng thời Chúng ta đang đứng vị trí này Để chúng ta hiểu thấu những người đã đi trước chúng ta Đang nhìn và chờ đợi Chúng ta như thốt lên Xin hãy nhớ đến tôi và chúng ta hiệp lời vang xin đó để dâng lên chú thương Chúa, lời vang xin mà người trọng lành đã xin Chúa Giêsu thì chúng ta hiệp lời lấy ngài xin nhớ đến anh chị em chúng con lấy ngài xin mở cửa thiên đàng đón nhận họ vào nước của ngài lời vang xin đó như tất cả nay này xin cửa lòng thương xót của Thiên Chúa và tình thương của người Vậy thì kính thưa cộng đoàn Chúng ta hãy tận dụng thời gian này Cơ hội này Như một cái khoảng thời gian phút 89 Trong cuộc đời của chúng ta Để chúng ta chấp nhận một sự thanh luyện Ngay tại thế khi chúng ta gặp phải sự khó khăn Gặp sự trái ý Hay gặp bất cứ điều gì nghịch cảnh Trong đời sống của chúng ta Để hy sinh Để hy vọng và để thể hiện lòng kiên trung vào chính Thiên Chúa chúng ta tôn thờ và tin vào Chúa Giêsu Kitô là đương là sự thật và là sự sống từ đó chúng ta sẽ thăng tiến nhân đức trên bản thân để sống đức tin của chúng ta và hiệp thông với tất cả mọi người đặc biệt là anh chị em đã qua đời chúng ta cũng hãy cố gắng tận dụng thời gian sức lực và con tim của chúng ta như một cái cơ hội để chúng ta mang lại niềm vui cho tha nhân bằng cách cúi xuống phục vụ họ theo mẫu gương Chúa Giêsu Kitô hoặc ít ra hãy là chỗ dựa và niềm hy vọng khi chúng ta sống công chính ngay thẳng chắc chắn không phải luôn luôn dễ dàng vì có những lúc chúng ta đã quên mất đi cái giờ phút 89 mà chúng ta lại sống theo những gì bản thân hay xác thịt của chúng ta hay theo ý chí. Cho nên những giờ phút hồi tâm, sám hối, những giờ phút tin tưởng, đặc biệt là giờ phút chúng ta đang đứng ở đây trên nghĩa trang này khi chúng ta gặp gỡ những người đã qua đời, gặp gỡ các thánh trên trời và chúng ta gặp gỡ chính Chúa Giêsu để rồi chúng ta ý thức hơn, sống trọn vẹn hơn cái tình yêu mà Chúa trao cho chúng ta từ đó Niềm vui chúng ta sẽ nhận sau này Sẽ vượt qua tất cả những nỗi đau khổ Những nghịch cảnh mà chúng ta đang đối diện Hay đã trải qua Vì như Thánh Phaolô đã nói Những đau khổ đời này sánh xa được Với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc hại cho chúng ta Và chính từ đó Chúng ta sẽ được Chúa Giêsu Nói với chúng ta Như đã nói với tên trộm bên phải Ngày hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi. Amen.